A Di Đà Phật. Thôi thầy đi nghe cụ. Cụ nhớ ở chùa thường xuyên niệm Phật nha. A Di Đà Phật. Lúc nào tôi cũng tha thiết nhất tâm niệm Phật hết á thầy. À nè thầy, thầy đi rồi, lễ Vía Quan Âm năm nay thầy có về kịp không hả thầy? A Di Đà Phật. Dạ thưa cụ, Giác Nhàn sẽ tổ chức pháp hội Vô Lượng Thọ niệm Phật và đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm tại Hoa Kỳ. Cụ ơi, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nghe cụ. À nè cụ, nếu bà cụ về với Phật, Giác Nhàn vì phận sự hoằng pháp không về kịp tiễn cụ, cụ có buồn không? Buồn sao không buồn hả thầy? Thầy là con tôi mà. Tiễn thầy lần này tôi có linh cảm là lần cuối gặp thầy. Cụ đừng khóc. Mình là con Phật hiểu đạo mà sao cụ khóc? Định lực vô thường, sanh ly tử biệt là lẽ thường, không ai tránh khỏi mà cụ. Không, tôi không khóc. Thầy cứ yên tâm mà lo cho đại chúng. Nếu tôi có ra đi được về cõi Phật thì không có gì phải lưu luyến đâu thầy. Thôi thầy đi đi, tôi không tiễn thầy nữa đâu. Thầy đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Cụ ơi, con đi nghe cụ. A Di Đà Phật, thầy nghe. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa sư phụ, cụ bà Liên Phương đã viên tịch. Mấy thầy và các chú giúp thầy tiếp tục trợ niệm liên tục cho cụ nhé. Từ xưa đến nay, bèo hợp mây tan, hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết. Hết duyên sum dày thì phải đến lúc chia ly. Đó là định luật vô thường không ai tránh khỏi. Đại đức Thích Giác Nhàn vì hoằng pháp độ sanh nên không thể về kịp để đưa tiễn từ mẫu trong giây phút cuối. Trong lòng thầy thật vô cùng chua xót, lòng đau như cắt, nhưng nào ai có hay. Mẹ ơi, là Thích Tử con thấm nhuần lẽ đạo, sao vẫn buồn nhớ
A-di-đà Phật. Nguyện mẹ yên nghỉ trường miên miền cực lạc, thượng phẩm sen vàng cho Tây Phương. Ai ăn bánh hỏi không? Năm nào dãi dầu thuở mới đôi mươi lo cho đàn con khờ, một đời gồng gánh gió sương cánh cò tìm mồi. Đâu tháng đất sương giá lạnh thân thay, bên trời giá rét mưa xa, một thân cùng gánh hàng. Màn đêm giăng tiếng tiếng rào bánh hỏi mẹ tôi, sống an nhàn. Bao nhiêu năm theo dòng thời gian bước qua tháng ngày, các con lớn dần sức mẹ tan phai lìa xa con mãi. Bao nhiêu năm tình mẹ tôi khắc sâu cõi lòng, đáp ân mẫu từ bao giờ đẹp cho sông. Tình bao la qua mấy sông đồng đầy, ai mất mẹ thấu lòng, nỗi buồn quặn thắt thu thấy lá lá rơi lá vàng lìa cành, để con khóc mẹ bạc phân vô thường cướp mất mẹ rồi. Mùa thu thấy lá 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 vàng lìa cành, để con khóc đời bạc phân vô thường. Cướp mất mẹ con không kịp về tiếng đứa mẹ, lần sau cúi lòng con bồi ngồi đau xót lắm mẹ ơi. Nuốt lệ vào tim đau xé tâm can, phân ly đôi đàn cách biệt từ đây, mẹ đi nơi chốn xa xăm còn con thương nhớ không nguôi. Ôi tình mẹ bao la, mẹ đã cho con bước vào đời, cho con hình hài xác thịt để con được chấp cánh bay xa đến chân thiện mỹ. Mẹ là suối nguồn bất tận, là động lực, là niềm tin cho con trên bước tu.
vòng tay mẹ, xa mái ấm gia đình, xa quyến thuộc bà con. Vì xuất gia là từ đây con sống đời pháp lự, từ bỏ gia đình, bỏ mọi dục lạc trần gian. Mẹ sợ những khi con ốm con đau, không ai kề bên đỡ đần chăm sóc. Bờ mê thoát qua bê sầu, chỉ nguyện tu hoằng dương chánh pháp theo sứ mệnh Như Lai. Lòng mẹ vui biết mấy con ơi, nơi cõi tình soi rồi đường con đi. Nhớ trở lại. Nhưng mai trong con mẹ là nước ngọt dòng sông, là lòng của biển, là người mẹ hiền thánh lương cao quý nhất trên đời. Cảm ơn mẹ đã sinh suốt quãng đời mình. Đối với con mẹ là kỳ quan sáng nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho con. Con tin tình yêu và lòng hiếu hạnh sẽ là sức mạnh phi thường thôi thúc con hoàn thành sứ mệnh Như Lai, để tỏ lòng bao ấn sâu quyết lèo lái con thuyền đưa khách sang bờ. Trang nghiêm tịnh độ quê hương ấy, mẹ đã từ lâu chọn sẵn đường. Nơi cõi tịnh cảnh thanh nhàn mẹ đợi, xin hẹn ngày tương ngộ chốn